Bài hát mới của Hoài Lâm bị chê nhạt. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết với bao nhiêu thương nhớ cho vừa do Hoài Lâm thể hiện cũng như những ca khúc khác trong dự án, anh không đặt nặng thành tích. Bao nhiêu thương nhớ cho vừa là sản phẩm mới của Hoài Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Họ tiếp tục hợp tác sau thành công của Hoa Nở Không Màu. Bao nhiêu thương nhớ cho vừa ra mắt cách đây một ngày tiếp tục là bản ballad buồn, giai điệu da diết, ca từ u sầu. Thời gian qua, Hoài Lâm nhiều lần gây tranh luận là giọng hát xuống phong độ. Nhưng ở ca khúc mới, phần thể hiện của Hoài Lâm vẫn được khen ngợi với giọng hát cảm xúc và thổn thức. Tuy nhiên, tổng thể bài hát không mới mẻ, thậm chí nhiều khán giả cho rằng bao nhiêu thương nhớ cho vừa khá nhạt nhòa so với Hoa Nở Không Màu. Chia sẻ về những tranh luận, Nguyễn Minh Cường cho biết cả hai bài hát do anh sáng tác nên không thể nhận định sản phẩm nào nhạt nhòa hơn. Nhạc sĩ nói, chuỗi Music Diary là những sáng tác theo cảm xúc của tôi. Tôi lại vốn là người thích sự yên bình nên có thể âm nhạc của tôi nó cũng bình bình, không có sức bật như mọi người nhận xét. Anh nói thêm, tôi chưa bao giờ đặt các ca khúc trong chuỗi Music Diary lên đường đua, cho nên nếu đạt thành tích tốt, tôi rất hạnh phúc, nhưng không đạt cũng không sao. Tôi hạnh phúc vì thấy khán giả vẫn luôn yêu mến Lâm và âm nhạc của Nguyễn Minh Cường. Vậy là đủ. Tháng 10 năm 2022, Hoài Lâm chính thức trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Sau đêm nhạc với Bạch Công Khanh tại Đà Lạt, nam ca sĩ có nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Anh cũng cover những ca khúc nhạc trẻ nhưng được nhận xét giọng hát không còn như xưa. Cách xử lý của anh khá xến, không dứt khoát. Trước nhận xét của khán giả, Hoài Lâm trả lời, tôi cảm thấy thoải mái. Trước này tôi quen với kiểu hát như vậy rồi nên khó thay đổi. Nhưng khi mọi người góp ý, tôi cũng nhìn ra được bản thân cần thay đổi gì trong tương lai để hoàn thiện mình hơn.